rồi ngược xả gối, mặt hướng ống quyền đầu chúc xuống sàn, đảo hai tay vai, thở ra hai tay đặt cạnh bàn chân, đưa chân phải bước ra một bước về sau, hạ ngay chân, tư thế trường lấn thấp, ngực cũng sướng ngực mở vai, bằng thu về ống cổ, nín thở, rút chân trái về sau, tư thế tâm ván, rút bụng dưới ngực mở vai, người trên ngực được thẳng, thở ra, rút chân phải về đặt cạnh bàn tay trái, tay phải hạ gối chân trái, rút bụng dưới ngực mở vai, cắm thu về ống cổ, hít vào, bước chân trái về đặt cạnh bàn tay trái, hai tay bắt lấy cổ chân, gập sâu người xuống, bụng chạm đùi, ngực chạm gối, mặt hướng ngực đỉnh, đầu chúc xuống sàn, thả ngón tay qua, hít vào, ta từ từ vươn người lên cao, thở ra, gập sâu người xuống. Thank you.
Chúng ta hạ hai cái chân, duỗi một chân, rồi mông ra.